Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang tháng 2 âm lịch năm 2021 sẽ gặp được nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2021 của tuổi Tỵ. Tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Tỵ chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ tháng 2 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 2 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch, chính quan nâng đỡ nên con giáp tuổi Tỵ lúc này có thể trông chờ vào những thay đổi tích cực trong công việc. Có khả năng bạn sẽ nhận được sự công nhận từ những người đồng nghiệp quanh bạn. Thời điểm này, sẽ có người chỉ cho bạn hiểu đâu là động lực bền vững sẽ giúp bạn xác định được mục tiêu dài hạn và kiên định trên con đường mình đã chọn. Nói cách khác, khi nắm rõ động lực của mình, bạn sẽ bớt hoài nghi về bản thân và nhận thức được đâu là con đường cần đi. Tuy nhiên, thiên cầu hung tinh dự báo có họa khẩu thiệt thị phi, nếu không kiểm soát tốt đám cháy nhỏ thì có thể lan ra thành ngọn lửa lớn, khi có tranh chấp và nhờ đến pháp luật thì sự việc sẽ diễn ra theo một hướng khác. May mắn là nhiều người tuổi Tỵ đủ khéo léo, kiên nhẫn để xử lý áp lực tốt, dù có chuyện gì họ cũng luôn bình tĩnh và giải quyết vấn đề. Có thể giải thích cho sự cố chấp trước đây của họ đó là nhằm mục đích bảo vệ bản thân. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Tỵ âm lịch về phương diện tài lộc. Tử vi tuổi Tỵ 2021, tài vận tháng 2 năm 2021 âm lịch, nhờ có ngũ hành tương sinh mà con đường tài lộc rộng mở, nếu người tuổi Tỵ biết lắng nghe, nắm bắt cơ hội sẽ có thể thu được lợi lớn về mình. Với những ai đã và đang kiên nhẫn tích lũy kiến thức thì lúc này có thể hành động để gặt hái những thành quả đáng mơ ước bạn nhé. Thế nhưng, đó chỉ nên là hành động nhỏ mà chắc chắn sẽ tốt hơn cho bạn lúc này. Nếu người tuổi Tỵ thỏa mãn lòng tham, muốn dồn hết tiền bạc cho một thương vụ lớn thì sẽ dễ mất trắng vì khả năng kiểm soát số tiền này đang nằm ngoài khả năng của bạn. Theo phi tinh tháng 2, lúc này thất xích bay về phương Đông Bắc cho thấy dù có cơ hội phát tài đó nhưng lại khó giữ được tiền bạc. Vì thế, lúc này nhắc nhở bạn phải xem xét lại cách chi tiêu, mua sắm thiếu kiểm soát của mình. Có thể bạn cho rằng thứ này đáng mua, thứ kia cũng rất đáng nên bạn không ngừng được việc chi tiêu. Thế nhưng, điều này sẽ khởi động cho những sai lầm tiếp theo khi mà bạn rơi vào tình trạng chưa hết tháng đã hết tiền. Tử vi tuổi Tỵ tháng 2 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Theo tử vi 2021, đời sống tình cảm của con giáp tuổi Tỵ có thể đối mặt với một số khó khăn, nguyên nhân có thể là do khách quan lẫn chủ quan. Nhưng dù bạn có đổ lỗi cho ai cũng vô ích, thứ mà bạn có khả năng điều chỉnh đó là bản thân mình mà thôi. Người độc thân dù cố gắng mở lòng để đón nhận các mối quan hệ mới nhưng dường như không có ai mang lại cho bạn đủ sự tin tưởng cần thiết. Thế nhưng đừng vì thế mà vội bỏ cuộc, bạn cũng chỉ mới có những bước đi đầu tiên trong cuộc sống tình cảm thôi mà. Hãy tin rằng chậm mà chắc suy nghĩ đó sẽ tốt hơn cho bạn đấy. Với những cặp đôi tuổi Tỵ, bản mệnh nhìn nhận mọi thứ một cách quá thẳng thừng, bạn có xu hướng sẽ rơi vào thế đối đầu với chồng, vợ. Thời gian này có thể xảy ra tranh cãi nhưng bạn đừng cố gắng phân bua đúng sai làm gì. Đây là thời điểm bạn không nên tranh cãi một cách quá lý trí với đối phương. Hãy để cơn nóng giận của cả hai dịu lại trước khi nói chuyện lại một lần nữa. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Tỵ âm lịch về phương diện sức khỏe. Vấn đề thể lực của con giáp tuổi Tỵ không có gì đáng phải lo lắng trong thời gian này. Bạn cũng đã hạn chế tham gia các buổi tụ tập bạn bè nên hạn chế tối thiểu việc uống rượu bia. Thế nhưng lúc này bạn có dấu hiệu suy nghĩ quá nhiều và có thể thấy phiền muộn gây hại cho phương diện sức khỏe của bạn nữa đấy. Những ai hay mất ngủ không nên quá phụ thuộc vào thuốc vì nếu không bạn sẽ không thể nào có được giấc ngủ sâu tự nhiên được nữa, trong khi đó, giấc ngủ rất quan trọng cho việc hồi phục sức khỏe. Do đó, trước khi lên giường bạn nên học cách buông thư, không suy nghĩ gì nhiều mới mong dễ ngủ. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ. 1. Quý Tỵ Thủy, Nam Vân Hán, Nữ La Hầu. Khẩu quyết, bạn luôn phải có giải pháp dự trù cho những hành động của mình. Quý nhân Tỵ Mùi. Tiểu nhân Thìn Hợi.
Màu sắc may mắn, trắng, đen. 2. Ất Tỵ, hỏa, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, tránh đưa ra những nhận xét về ngoại hình của người khác. Quý nhân, mão, dần. Tiểu nhân, dậu, ngọ. Màu sắc may mắn, tím, đỏ. 3. Đinh Tỵ, thổ, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, bạn đang đánh giá sai năng lực kiếm tiền của chính bản thân mình. Quý nhân, thân, sửu. Tiểu nhân, tỵ tuất. Màu sắc may mắn, cam, hồng. 4. Kỵ tỵ, mộc, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, cách tư duy sai khiến bạn có những hành động sai lầm. Quý nhân, hợi, mão. Tiểu nhân, mùi, thìn. Màu sắc may mắn, xanh lục, đen. 5. Tân tỵ, kim, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, cẩn thận kẻo bạn bị lừa vì lòng tham kết hợp với sự thiếu hiểu biết. Quý nhân, mão, dần. Tiểu nhân, tỵ thân. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới. Xin chào và hẹn gặp lại.